Mời quý vị nghe tiếp phần Chánh Văn. Lòng thương chung thuyết phương tịnh độ, đặng dắt diệu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chi làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Chú thích: phương tịnh độ là phương pháp trì niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật để được trở về với bản lai thanh tịnh hoặc giảng sanh cực lạc. Pháp này do Đức Phật Thích Ca truyền ra để giới thiệu cõi cực lạc và tán dương công đức vô lượng thọ, vô lượng quang của Phật A Di Đà cùng nguyện lực lớn lao của Ngài. Nhân đó khai thị pháp môn tịnh độ tôn chỉ gồm trong ba bộ kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Sau đó chừng 700 năm, Đức Mã Minh Bồ Tát, Long Thọ Bồ Tát và Thế Thân Bồ Tát cực lực khuyên người tu pháp tịnh độ. Từ đó pháp môn này được lưu hành khắp Á Châu, nhưng tùy theo sở nhận của mỗi người mà tu lấy, chứ không có tổ chức thành hệ thống. Mãi đến đời Tống bên Trung Hoa, có Ngài Huệ Diễn thâm ngộ môn tịnh độ mới đứng ra tập hợp các đạo sư lập thành Hội Liên Xã. Bắt đầu từ đó, pháp môn này thịnh hành khắp nhân gian. Khi Ngài Huệ Diễn Đại Sư tịch rồi, thì có các Ngài Thiện Đạo Đại Sư, Thừa Diễn Đại Sư, Pháp Chiếu Đại Sư, Viên Thọ Đại Sư nối nhau hưng truyền pháp môn tịnh độ, gây nên phong trào niệm Phật mạnh mẽ. Từ đó nhẫn nay, đa số người tu hành lúc lâm chung đều có thoại ứng giảng sanh về cõi cực lạc. Vũ trụ cũng viết là võ trụ. Vũ là không gian, bốn phương và trên dưới. Trụ là thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, ý chỉ khắp thế giới. Đức Thầy thường nói: tiêu diêu đạo đức luận bàn, dân du võ trụ thanh nhàn biết bao. Tiên phàm ma quỷ, ý chỉ chung hết chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi, gồm có ba đường thiện: trời, người, Atula, và ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tín nguyện phụng hành là ba đức tính căn bản của người tu pháp môn tịnh độ. Thứ nhất, tín là đức tin đầu tiên của hành giả. Cổ nhân từng bảo: người có đức tin như xe có đủ bánh, xe lăn đi một cách dễ dàng. Nhân hữu tín như xa hữu luân. Cho nên kẻ có lòng tin chắc thì đường xa bao nhiêu cũng đến, quả vị bao cao cũng thành. Bằng ngược lại, mọi việc khó thành công.
Hoa Nghiêm Kinh Phật đã dạy: tính di đạo nguyên công đức mẫu, tăng trưởng nhất thiết chư thiện pháp, trừ diệt nhất thiết nghi hoặc, thị hiện khai phát vô thượng đạo. Nghĩa là tinh là đầu đạo mẹ công đức, tinh là căn lành cha quả qua, tinh thì thoát khỏi ngoại đạo tà, tinh thì tiến vào thiền định chánh, tinh thì được siêu phàm nhập thánh, tinh thì hay thành Phật độ sanh. Cho nên người tu pháp môn niệm Phật luôn có đức tin dũng mãnh, tin lời Đức Phật thuyết không sai, tin cõi cực lạc là có thật, tin Đức Phật A Di Đà giữ đúng như lời nguyện. Có một chúng sanh nào trong mười phương phát tâm làm lành, niệm Phật, đến lúc lâm chung đều được Ngài phóng hào quang đến tiếp dẫn về cõi của Ngài. Tin pháp môn Tịnh Độ là thù thắng hơn các pháp, dễ tu dễ chứng đắc. Tin mình có đủ khả năng thành Phật hoặc giảng sanh về lạc quốc. Thứ nhì, nguyện là chí quyết định, là lời hứa hẹn, là lòng thiết tha mong muốn thực hiện cho kỳ được. Chính nó là động cơ thúc đẩy người tu mau đạt đến mục đích. Từ ngàn xưa, chư Phật, chư Tổ, chư Sư khi phát tâm tu hành đều có lập nguyện, ngay như tiền kiếp của Phật A-di-đà. Lần đầu tiên Ngài đến Pháp hội Đức Bảo Tạng Như Lai phát ra 48 lời đại nguyện. Cho nên ai tu pháp môn Tịnh Độ cần phải có lập nguyện vững vàng, như Đức Thầy đã dạy: rồi con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thân Phật đại, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hài liên đài được lên. Hoặc là nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ vạn sanh liên đài, về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng dài thoát luân trầm. Rồi đem đạo pháp quyền thâm, độ trong sanh chung hết lầm hết mê. Ba, phụng hành là vâng lời và thi hành theo pháp môn niệm Phật, cùng làm lành lánh dữ để được giảng sanh về cực lạc. Hành giả tu theo pháp môn này, nếu đã có lòng tin và chí nguyện mà không chịu thực hành, thì chẳng khác nào người tin đi học sẽ biết chữ và có chí muốn học, nhưng rồi không chịu học thì suốt đời vẫn còn dốt. Trái lại, nếu có thực hành mà thiếu lòng tin và chí nguyện thì cũng không đi tới đâu. Nói tóm lại, tính nguyện hành là ba yếu tố căn bản của người tu pháp môn Tịnh Độ. Nếu thiếu một không thể được, nó chẳng khác nào cái đảnh ba chân, thiếu một chân đảnh để không vững. Thế nên Kinh Phật cho nó là ba món tư lương. Người niệm Phật nếu không đủ tính nguyện hành, ắt phải ngã gục giữa đoạn đường, bằng có đủ sẽ thành công một cách dễ dàng. Hồi hướng, hồi là chuyển xây lại, hướng là ngó về, tức là những công đức thiện căn mà mình đã tu bồi được, nay nguyện hồi hướng về mục đích của mình đã nhắm. Cho nên chữ hồi hướng đối với nhà tu Phật là xoay chuyển công đức
hướng về ba chỗ. Thứ nhất, chỗ sở chứng chân như thật tướng. Thứ nhì, chỗ sở cầu vô thượng bồ đề. Thứ ba, chỗ sở độ tất cả chúng sanh. Ngoài ra, còn hồi hướng công đức cho cửu quyền thất tổ đặng siêu thăng tịnh độ. Nhưng chữ hồi hướng ở đây là ý chỉ xoay chuyển công đức về chỗ giảng sanh cực lạc. Đức Thầy có câu: đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chân. Kiếp, Phạn ngữ là Kappa, phiên âm là kiếp ba, dịch là đại thời hay bá vạn niên. Theo Phật học thì kiếp là thời kỳ rất dài, thật khó lấy số năm tháng mà kể. Kiếp lại có ba bậc: tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Nhưng chữ kiếp ở đây Đức Giáo Chủ chỉ cho một đời sống của con người. Như Ngài từng nói: kiếp người dường chùm gởi bám vào cây. Mê đồ là đường mê, cảnh giới mờ ám, tức là con đường luân hồi trong ba cõi chúng sanh. Bồ Đề Tâm Luận có viết: phàm các pháp mê đồ đều từ trong vọng tưởng mà ra. Lược giải: từ câu 253 đến câu 262. Bởi quá thương xót chúng sanh mãi trôi lăn trong bể trần gian khổ, nên xưa kia Phật đã thuyết vô lượng kinh pháp để tùy cơ giáo hóa. Nhưng vì muốn rộng độ hết các tầng lớp chúng sanh, Phật mới ân cần khai thị pháp môn tịnh độ. Bởi pháp này rất giản tiện và dễ chứng đắc hơn hết, Ngài đã từng thốt: tịnh độ pháp môn chí quyền chí diệu, bất tu dư hành nhi đắc lục ba la mật. Pháp môn niệm Phật rất quyền rất diệu, chẳng cần tu pháp nào khác vẫn đắc được sáu phương tiền sang qua bờ giác. Thế nên thời nay Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng tiếp tục xiển dương pháp môn ấy để rộng độ chúng sanh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Ngài cho biết tất cả chúng sanh trong thế giới ta bà không phân biệt tiên, phàm hay ma quỷ súc sanh. Nếu một chúng hữu tình nào biết tu theo pháp môn tịnh độ, nghĩa là quyết chí làm lành lánh dữ và nhất tâm trì niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, dù trong lúc đi đứng nằm ngồi hay uống ăn ngủ nghỉ đều cũng trì hành như vậy. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Đồng thời mỗi hành giả cần có đủ ba đức tánh: lòng tin chắc thật, chí nguyện thiết tha và phụng hành tinh tấn, thì chắc chắn chỉ trong một kiếp này là được thoát khỏi sáu đường sanh tử và giảng sanh về an dưỡng quốc cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đức Thầy luôn khuyến tấn: Di Đà lục tự ấy phương châm, ghi dạ xin ông hoặc đứng nằm. Và về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là Ngài ban thưởng công tu.